Từ ngày 28 tháng 3, toàn dân thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19 như thế nào? Thủ tướng chỉ đạo từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 tới ngày 15 tháng 4, toàn quốc áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, dừng hoạt động hội họp, nghi lễ tôn giáo, tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ